Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi Nhân Trạch, mình thấy về nha, tới bãi rồi. Quá đông nha. Đoàn mình đi cũng 30. Nên khu đất quá rộng nha. Bốn con một màu một cỡ luôn nha. Là tới ăn uống rồi mới đi chứ, nó có chịu không mà uống hả? Quá chị gì bộ lấy nữa tao hả? Quá rộng, đây là khu công nghiệp nha. Lên được một con ếch rồi đó. Con đó là khổng chó, con bay đó. Không ra gió. Cái con này là gió chơi chơi nó lên rồi. Vậy kéo nào lên nữa. Chỗ trên gà ở chỗ trên. Đó. Đó. Cắt lên. Hút rô ào ào kìa. Có trên rồi đó. Ở như này, hút chỗ này cho có chỗ dưới được. Bảo ơi. Bảo. Thời giờ mấy cái bảo. Gió chưa ngon nha. Mới có gió dữ à, trên chưa có. Em nhận qua rồi nó. À nhân có độc bà có độc chứ trên cước. Cước bữa chập. Dạ. Yêu quá. Cô đi đi chân đeo vàng dữ ta. Bữa nhà đâu leo ha. Không có tay luôn. Mới thấy hả? Lăn đi chừng kiếm thôi. Chết chết con rồi. Chúng con tôi rủ vô bộ lụm kia là thua. Một con ếch. Ếch con nhái gì đây? Gì đây của ai ta? Ờ, nàng. Nàng hả? Để tôi gửi sao á. Ờ, nàng. Nàng chém qua bên mình. Tôi bay đó lắm. Mấy con hả? Ba con, ba, hai con lấy con này thôi. Lấy con đầu thôi hả? Này thôi. Mấy con sau mượn hả? Con nhà. Nhà luôn. Ba con có con đó bay à. Con bay hả? Con bay. Còn hai con kia thì sao? Bay luôn. Không có bay lên cho không có luôn. Rồi được rồi. Quên hả? Nãy giờ quên hả sao? Quên. Để luôn rồi. Một người vô cả rồi, gió sẽ lấy. Rồi vô phút đó rớt rồi kìa. Gió đâu thả. Con công này lên rồi nè. Đó, quá nhẹ gió nè. Gió ốc đồ cá gì chặt. Mày ăn phải bỏ vô cái bao chứ. Chỉ có con ếch này là bay thôi à. Yếu lắm. Quá trời luôn. 30 mấy người nha. Quay hết luôn anh em luôn.
Chưa có gió đâu. Quay không nổi. Rồi dù sáu vậy. Đây là khu công nghiệp nha, quá rộng. Quá yếu. Gió đó đi luôn, tới chiếc xe luôn. Có gió dưới không à, gió trên chưa có đâu. Cứ rõ hết luôn đi, con có thử trên trên nó có gió sao. Gió này dư sáu vậy được. Đi luôn. Đi tới chiếc xe luôn. Công nhận thầy bảy cho con dây này thấy dư sáu trước kia á. Vừa luôn hả? Hả? Vừa luôn hả? Vừa cái vừa sáu luôn á. Vừa ý luôn hả? Được, ngon ta. Cũng dài đúng không? Dài lắm. Bữa nay nghe gió gì quái. Chơi mà. Chơi là đứa mà. Cây đậu gió rồi cho nó. Đây thứ bảy chủ nhật mình thành lắm đó ta. Coi nhiều quá. Đi chủ nhật nè. Bên bảy chủ nhật đó. Bên kia nó cho mướn hùng quá trời là biết ở đây nó chơi dữ rồi, vui dữ. Cả lát nó nhiều. Này nó ăn cái bài gì vậy? Nó cho nó chịu tin. Chỉ có con ếch này là bay được rồi. Này hấp người chứ, hắn nữa. Mấy em đang lặt rau về đây, làm cá về đây. Lại coi thứ cái. Rau sống hả? Bếp nha. Đầu bếp á, đầu bếp chính á. Nướng hả? Đây bếp á, chịu hai con rồi đó. Quá đen rồi. Quá đen hả? Hả? Ở đây chợ gần nhà. Ra tôi lên xe rồi. Mò bén không ạ? À? Hàng nhiều quá, mua nhiều hàng mới đủ cả cam nướng hàng nhiều quá. Giờ quan trọng đi kiếm đá để chất. Chuẩn bị nhiều nó các bạn ơi, khí đồng học. Đây đủ rồi, nó còn sống. Chưa chắc, mới bỏ được rồi. Đi nó. Lấy hết tiền đó thôi. Đó, bác lên rồi đó. Nhiều á, ăn nhiều á.
cái cam này mình ướp mình bỏ này thôi chứ cái sòng thì khỏi. Chiêu này chiêu cũng đạt đó. Con cái này lại trẻ quá chứ con mà làm thêm hành tím rồi tiêu đồ á, đổ trọng thơm lắm. Mua qua nếu mua hôm qua thì nó không có ngon chị. Quên hạt cát nữa như tiêu rồi không kịp tiêu rồi. Do quá yếu các bạn, rớt hết. Dạ, con gì đây? Con cá. Con cá. Quá đẹp bạn ơi, lên cá với con ếch ký đồng học không nha. Rất hết các bạn ơi. Thịt nướng. Cá bày đẹp ghê không? Im luôn à. Cứ này thả con cá này được thôi. Rồi chuẩn bị giật con diều gì đây? Diều bốm hả? Chuẩn bị nha. Chưa đủ gió giật không lên. Rồi thấy cái đẹp chưa giờ. Gió bữa dưới mới nè.
lên được 3 con à. Rồi thôi video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Gió yếu quá yếu, chỉ có khí đồng học mới lên được thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Đó, một con này đang chờ gió nữa nè. Bứt gió luôn, giật không được. Trong có gió giật lên coi thử. Đó, rớt luôn rồi. Diều nằm đây ngay đây chờ gió nè. Đó, đem dâu nằm chờ gió nè. Gió yếu quá các bạn ơi. Bảy à, bảy hello à. Rồi chào tất cả các bạn nha.